Để bắt đầu. Ra đây. Bước lượn là bước mây nó bay, sinh toàn con gái bảo sao không say. Quay sao nhà vắng vẻ thế này, Ngọc Ngà đâu? Dạ con chào cháu ạ. Chúng mày đi đâu mà từ sáng đến giờ tao mới thấy mặt? Để làm gì? Tốn cơm gạo của ta, chúng ta của tao. Mai ra nhà hàng khó cái kia giữa bát thuê để tao kiếm mấy chai rượu. Con Ngọc đâu? Dạ. Đi vào bếp nấu cho tao tay mì, bát mì. Còn con Ngà đâu? Dạ. Đi sang hàng xóm mua tao chai rượu đây nhanh lên. Dạ. Cái đồ vô tích sự. Mày nấu tao cũng nghe tao nhắc thế này gọi là mì à con kia. Dạ con thấy vừa mà. Vừa mẹ, mày mẹ đi. Dạ, con chưa bố. Rượu của tao đâu? Dạ, con chưa bố là con không ăn rượu quá. Tại sao? Người ta không bán chịu thôi. Ôi trời ơi, sao mày ngu thế hả con? Mày không biết mở cái mồm ra mày nói khéo để người ta bán. Kiểu này tao phải cho chúng mày một trận cho mày hết ngu mới được này này. Này thì ngu này, này. Này. Đã về đấy hả? Hai con này úp tường mồm vàng vào tường của tao để thí nó thật ạ. Còn cô đi đâu mà giờ bế bắt cái mặt về hả? Của đàn bà không có nhận thằng này phải làm hả? Ruộng đồng cũng của đàn bà, bếp núc cũng của đàn bà, lợn ngựa cũng của đàn bà. Thế còn anh làm gì? Hay anh chỉ chút ngày rượu chè sẽ gì để đánh mắng anh chà? Cái con này mày láo, tao phải đánh cho mày hết láo được. Vào luật phòng chống bạo lực gia đình anh và
anh sẽ phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Ôi chà, là còn phải xử lý theo quy định pháp luật cơ à? Mà cô ơi, thôi tôi cũng hiểu rồi, tại tôi cơ, đi đâu á, ngồi gần cái cỗ là nó cứ cho vào ngồi mâm dưới, cho nó bảo là cái thằng chuyên môn đi xây nhà từ thiện. Tôi khổ và tôi nhục nhãn lắm quả, mà nhục ơi là nhục cái chứ gì. Anh Hà, anh không để ý những việc chết chọn. Con là do mình sinh ra, anh phải dạy bảo các cháu, và anh phải dạy bảo các cháu, và mai này các con trưởng thành sẽ báo đáp. Từ đấy đến giờ cô nói tôi cũng đã hiểu ra rồi. Vâng, tôi hứa với cô.